tiếp tục khám phá Bình Định qua các câu ca dao. Việt Nam mến yêu vào lúc 19h50 ngày 2 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 sẽ gửi tới quý vị những món bánh đơn sơ mang đậm nghĩa tình của người dân miền đất Võ. Mời quý vị cùng đón xem.